Xin chào cả nhà, mình là Hợp và tiếp tục hôm nay mình sẽ trên tay một em Raymond Well với một cái mẫu mới về khá là đẹp, Raymond Well dòng Freelancer. Chiếc này thì đặc trưng cho anh em nào mà tay to các bạn nhé. Đây là một chiếc dây thép demi và chúng ta sẽ có mặt dial màu gray khá là đẹp và cũng khá là hiếm gặp trên các dòng Thụy Sĩ. Chiếc này thì sẽ có mã là, đây mình sẽ mở ra một chút, các bạn có thể thấy ngay mã ở trên này. Chúng ta sẽ có mã là 2740SP560021 với cái mức giá retail được in ở đây 1.995 đô, tương đương là 2.000 đô thì nó sẽ khoảng 47 triệu gì đó tiền Việt Nam đó, chưa kể thuế má ship về. Thì với cái mức giá như vậy thực sự là rất là cao, và còn chiếc này bên mình bán thì săn sale được giá rất là tốt. Bên kia nó đang sale chỉ còn chưa đến 20 triệu thôi. Nếu anh em có nhu cầu về chiếc này thì anh em liên hệ ngay mình để bán. Mặt dial của chúng ta sẽ có màu gray, và màu gray của nó là màu gray nó không sáng mà cũng không quá tối, nó là rất là vừa. Chúng ta sẽ có một mặt dial size 42mm và mặt dial của chúng ta sẽ có hai lòng. Lòng trong của chúng ta là nơi chứa những cái đường vân ghi lốc nổi rất là đẹp, và lòng ngoài của chúng ta là nơi chứa 12 cọc số và cái vòng Atrium chỉ 60 phút. Với cái lòng trong thì các bạn có thể thấy ngay logo Raymond Well Geneva và logo Automatic của chúng ta được đặt ở hai góc đối xứng 6 giờ và 12 giờ. Còn bộ kim của chúng ta thì là bộ kim đặc trưng, bộ kim cọc đặc trưng của dòng Freelancer. Nó khá là cụt và nó khá là nam tính. Thì bộ kim này thì cũng được Raymond Well đưa vào sử dụng trên chiếc này. Đó. Chúng ta sẽ có một cái ô lịch ngày ở góc 3 giờ, và với cái ô lịch ngày này thì các bạn sẽ rất tiện để theo dõi bởi vì nó có một cái ô rất là lớn bao bọc xung quanh. Nhưng không mấy cái chấm chấm này khó chịu nhỉ. Phía ngoài cùng thì như các bạn thấy đó là vòng Atrium rồi. Vòng Atrium này là nơi chứa 60 phút để chúng ta có thể theo dõi. Chiếc này thì sử dụng hai màu sắc, đó là màu màu demi rose gold với thép, và các bạn có thể thấy ngay với cái màu này thì nó thực sự là khá là nổi bật. Ngoài ra cái mặt gray thì mình thấy nó khá hợp với cả màu này, nó cũng rất là tốt để khi mà nó nổi bật cái vàng của chúng ta lên. Trên dòng Freelancer này thì vẫn có đặc trưng là sợi dây của chúng ta được làm theo dạng dây Jubilee, và sợi dây này thì nó cũng được làm với 5 chỉ, với 2 chỉ được tạo màu và 3 chỉ của chúng ta là chỉ trắng. Và kết thúc ở sợi dây này thì đó sẽ là cái khóa của chúng ta, với cái đặc trưng của Raymond Well là logo khi mà dập vào thì cái khóa nó sẽ rất là tròn trịa và khít. Đó. Đi kèm với dòng sản phẩm này thì sẽ là một bộ máy khá là quen thuộc của Raymond Well, đó là bộ máy Caliber RW4420 với 26 chân kính, 38 giờ tích cót, và các bạn sẽ có 28.800 tần số động. Vì đây là dòng Freelancer size to là size 42mm cho nên chúng ta sẽ có độ chống nước là 100m và chúng ta sẽ có núm screw down đi kèm. Ngoài ra thì ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy những thông tin như chất liệu là thép không gỉ và kính sapphire. Đó. Bộ máy ở phía sau thì được làm cũng khá là chi tiết với cái chất lượng của Celita và Raymond Well đã kết hợp để tạo nên chiếc này, với những cái đường vân rất là đẹp ở phía trong. Cái khóa, cái núm của chúng ta thì cũng được mạ vàng rose gold, và núm này là núm screw down cho nên các bạn sẽ phải vặn ra để chúng ta có thể sử dụng. Đó. Chúng ta có thể xoay như này. Và như các bạn thấy mình vừa xoay qua lịch rồi. Chiếc này là một chiếc demi rất là đẹp, nhưng mà nó lại phụ thuộc là anh em phải tay to một chút thì chúng ta mới đeo được chiếc này. Vì thực sự chiếc này thì sẽ không dành cho anh em nào tay dưới 17cm đâu. Mình sẽ thử trên tay để cho anh em cùng view. Với tay mình là khoảng 18.5 thì như các bạn thấy ở đây là nó lên tay nó khá là vừa vặn. Còn anh em thì mình khuyên là nên từ 17cm đến 17cm .5 trở lên thì chúng ta mới nên dùng chiếc này. Đó. Chiếc này thì bên mình đang bán với giá là 19.500. Nếu như anh em có nhu cầu, anh em có thể liên hệ bên mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.